Nào, Lào ơi. Bye bye anh. Lào có quà này. Quà sinh nhật của anh Vin Thối tặng Lào này, Lào bóc đi. Nào, con biết bóc không? Bye bye. Bóc nào, kéo cái nào ra. Nào. Ui, đang mặc áo anh Vin Thối luôn. À, bóc được một dây rồi, còn dây nữa. Chút, khỏe. Gần được rồi. Nào, rồi để Lao tự cười ra. Nào bóc ra. Điện tử xé nào. Ôi trời ơi, trời thế. Wow. Nào đâu, quay đây cho bác Hòa xem nào đang xé. Xé được một tờ rồi, xé tiếp. Ôi trời, xé từng mảnh nhỏ này á. Ôi trời ơi, sướng nha. Ôi, mở ra xem bên trong có gì nào. Ôi ôi. Ăn đi lười mà bóc quà đi nhanh. Ăn đi lười mà làm gì. Ôi trời ơi, một cái hộp to nào. Xé hết vòng quanh ra đã. Khỏe lên. Ôi trời ơi, nhìn mặt đăm chiêu để mở này. Ghê không? Ui ôi, vứt luôn. Đấy, nó biết là cái nào có, cái nào không nhá. Nào, làm nào để mở nữa nhỉ? Ôi, bác dán băng dính thì Lào tịt rồi. Tịt hẳn rồi. Đây. Giờ nào, ngó kỹ đi. Xem mở đằng nào. Đưa mẹ lại. À, đưa nhờ trợ giúp rồi. Không, sau khi là tìm không ra. Bóc này đó. Đấy, bóc mình ra thì cho làm, bóc nó. Tìm không ra chỗ mở. Bóc. Nào, con mở nó đi. Ui dồi ôi. Ra chưa? Mở ra đi, xem nào, cái gì đây? Gì đây? Tarang tang tang ô tô. Con bò Greenak. Greenak trong liên quân. Đây đứa nào ơi, cái gì đây đấy ra. Nào, đang thích ô tô quá, nào thích ô tô. Mặc thử nào. Ui, mày nào mặc. Còn có cái nơ gì ở trong kia nữa cơ. Nào, bỏ ra. Ai, chà chà. Nhưng mà Lào thích ô tô hơn, đang xem ngó ô tô. À, gỡ được cánh ra rồi. Cái giống ô tô của Lào. Lào có hai cái nhỉ. Ôi bồ, bảy cái nhỉ. Rồi. Pin yếu rồi. Rồi, thì sinh nhật Lào mặc cái này nhá. Bye bye. Lào ơi, cười cái nào. Bye bye, Lào ơi bye bye đi. Bye bye. Bye bye đi này. Nào. Bye bye cái. Bye bye đi. Hết pin rồi. Lào đang không, cái đang ăn kìa. Không có cá sấu kìa. Lào đang sắp múa thế này. Béo mày mấy cân rồi? 50 mấy. Sắp bằng được gấu rồi nhỉ. Ghê thật đấy. Mày đứng lên tao xem là quay vào tivi đây cái nào. Mai sau lớn lên cho xem. Béo ơi, đứng lên cậu xem nào. Bảo nào. Đấy, đứng quay lại này xem. Xong này. Ghê nhở. Ui. À, mày vật tay được anh gấu không? Cậu gấu không? Tên bồi chấp tất cả người ở đây.
Tuyên bố chấp như mày thua ăn chọc chắc. Cái gì? Chọc tiếp hai tay. Ai mà không giặt bộ này rồi. Sao gì có? À mặc bộ kia hai bộ mới không ạ? Bộ này lào đây. Lào ơi nhìn đây cái nào. Cháu chỉ biết bỏ thôi ạ. Chứ cháu giọng cao cháu phải hát lên thì mọi người có nhận được. Có cái bài hát ở trong điện thoại không? Có. Ở đây không à? Quay. Kiki. Lào ơi. Em ăn rồi anh ăn đi. Lào ơi, nhìn đây này. Cười cái nào. Nào, đẩy ra này. Rồi. Ăn rồi. Đây là gấu với cả bồ. Người yêu gấu. Hỏi chấm. Hỏi chấm. Nó không có áp à? Có mà. Áp thì không được. Thủy sinh năm bao nhiêu? 2003. Thế gấu là 2002 à? Vâng. 2001. 2002 đúng không? 2005. Em 2K9. Mày ăn gì mà to đấy? Em xoay không bảo 2K4 luôn đi. Cháu không thủy. Ô, đã khóc nhè. Gọi con nhà Phượng đi. Nó sang giờ mà. Úi dồi ôi, còn chụp cái dâu mèo, tai thỏ nữa. Đấy là cái gọi là nó mới đẹp chú ạ. Ôi, làm kim thế. À, thế à? Mượn tí. Nhớ trả tiền tí. Tháng xong đừng gạt. Bao tiền? Bao nhiêu tiền đôi này? 100 ạ. Hỏi thật. Thật, em mua 100, em trả tiền. Đây nhá, 100 nhá. Thì là một bên là 50 đúng không? Một nửa này là 25.000. Một nửa này là 12.000. Một nửa này là 6.000, bây giờ ta lấy 6.000 ta chặt. Chặt bớt một chỗ này giả 6.000 nhá. Không, chú ý ấy. Nhưng mà quả dứa đây. Xuống. Bỏ vào túi mai về thẳng đường bổ ăn đi. Đây em chưa. Nhìn vào đây này. Đấy chưa. À, Lào vớ được cái đèn pin. Biết đâu bọn lấy mai đi trên đường đầy hoa quả con mua. Mai ngồi trên xe vừa đi. Yêu ơi, thế nào em phải đi học bọn anh phải đi không? Cô Ngân bảo là phải đi. Bị mất 1 triệu với bọn nó rồi. Đâu, con dao đâu, có quên. Hả? Dao đâu? À, ở trên kia mẹ. Sao bé thế? Đi. Rồi, đến rồi. Đâu ngay ngày này ạ. Nhà đây còn về đâu nữa? Có cái bà điện thoại đâu? Đứng cảnh nào? Đứng cảnh. Nó vừa đi đâu về về chắc nó đang đi. Điện nói chưa? Không thấy gì về là tốt rồi. Đây, lấy đem đi chết ra. Sợ nó chạm vào à? Ôi, đẹp quá.
Nên ăn bỏ thôi. Ít quá. Sứt một lát rồi. Đội vào nào. Đội vào cho đẹp nào, nhanh lên. Rứt quay đi. Ai da. Nhìn này. Cái hàng ơi. Cái hàng sang bên này. Còn cái này. Ôi trời ơi, Lào đang mải nhặt cái gì. Đấy, không bao giờ nó lại bay quá. Zinkabell. Em ơi, đúng nào ơi. Nào, Khánh lại đúng không? Nào, phải nào? Nào ơi. Cả nhà hát nhá. Đồng vui quá. Đây mẹ mẹ hàng cắt đi đây. Không. Ờ mẹ hàng cắt nhá đi em để báo hoa vào kia cho. Ờ thôi lại bật quạt đi ông nóng quá. Rồi bật quạt. Sao ơi? Sao ơi? Quay đây vậy thằng nào trông không thấy này. Đi ra quay. Nào. Đi lên. Bà ơi bà kia, ngồi xuống đây. Bà lên cho cái cháu ngồi chứ ngồi đây. Đang ăn cơm. Xuống đây bà. Ăn đi, ăn đi bé các bạn. Không theo à? Biết ngồi đây này. Ngồi đây bà. Đấy. Vâng. Đây mà lại nên nào. Chọc này. Đấy. Gấu này. Miu này. Tôi ngồi đây rồi đây này. Bà nội này. Đấy, để điểm này. Được. Ông này. Bác Dung này. Trung gầy này. Trung ơi. Ngọc béo này. Giới thiệu từng các vị nào mấy thanh niên uống nước ta. Làm vài nói chuyện đi. Cảnh ơi.
được không? Ăn đi. Không, mẹ ngồi sao cũng được. Mẹ cứ bánh mì mà lớn bạn được đây này. Còn toàn con gái. Rồi, nào gấu nào.
Ninh nhà Trung nhà Ngọc Nhật Anh nhà đấy nhà con mình kia cướp cho một món tiền lũ về đánh cả lạc chết nó quay vào cái kia là thấy phía ông thấy chết nó là tổ chức sinh nhật rồi đấy cả lạc cả con mình kia. Dắt bà đi đâu này? Dắt bà đi xuyên qua giữa mọi người à? Đi nào được xuyên qua đấy? Đó, cái chuyện có anh nhiều anh Khánh mà. Này. Mà lại dắt bắt bà đi xuyên vào đấy à? Đây là thích cái gì ở bên đấy? Này, kéo dẫm vào đĩa này. Nào, lấy cái gì thì lấy đi, con ngồi xuống lấy đi. Không phải. À, uống nước này à? Mẹ ơi, con không ăn nữa. Mày, trời ơi. À, lấy nước rồi. Đúng. Được. Nào thế ăn đi. Lao lên bánh rồi bác sáng. Ừ. Anh ngồi xuống ăn đi. Ui ngon quá, được miếng rồi. Lại đi về rồi, dẹp. Ăn đi. Ăn bánh à? Đi lấy bánh thế ngồi đây với mẹ. Nào không thiếu nhá. Ta không có kia này. Rồi, đáng là đi chơi ô tô rồi. Kia sang lấy cái bánh mì. Ngồi vào vị trí đi. Cho cái máy ảnh kia nó lại nó ngó máy kìa. Nó ngó máy nào? Có ai trong đấy nào? Nhìn thấy mẹ không? Trái. Ủa. Có. Ở lão đi ngó à? Bà còng kìa. Ôi bà còng kìa. Ôi thôi đừng khăn nhau nữa. Xéo ôm chén tao. Thôi về chỗ đi. Thôi. Không cần nữa. Không chơi chạy nữa nha. Ngồi xuống để ăn không chơi. Không chơi còn chạy đâu. Đánh.
về chỗ đi, về chỗ đi, về chỗ đi, về đây ngồi đây đấy. Mấy mấy? Đội lên đầu nào. À, thổi kèn à. Đội lên đầu mà. Cái đấy đội lên đầu mà. Đội lên đầu. Mẹ mẹ nào đang chơi với nào kìa. Ngồi một chỗ. Về chỗ ăn đi. Không ăn thì ngồi uống nước chơi. Chú gấu đâu? Lại chỉ chú gấu nào ơi. À, đây, nhưng mà chỉ hẳn mọi người cơ nào. Lại chọc chú gấu cái. Chiu. Nào lại tận nơi chiu cái. Chiu à đấm luôn à. Này, sao lại đi ăn đá chó lên.